Cuộc sống của Fabrio như bị treo lơ lửng bởi sợi dây đột quỵ và nhiễm trùng đã trở thành tự hoại chống lại việc điều trị. Chiều hôm đó tôi muốn cầu nguyện, vợ tôi và tôi cầu nguyện một kinh kính mừng và dưới những giọt nước mắt chúng tôi tái lập lời thề hôn nhân. Trước khi từ biệt anh, vợ anh là Rita đã sức dầu nhà thánh Notetretto lên trán anh. Fabrio sợ phải đối mặt với đêm cô độc nhưng đến một thời điểm anh cảm thấy không còn cô đơn nữa. Đó, đêm đó Đức Mẹ đã đến bên giường tôi. Fabrio nhìn thấy Đức Mẹ với Chúa Giêsu trên tay, mẹ đến gần chân giường của anh và lặng lẽ mỉm cười. Đức Mẹ mặc áo choàng giống như chiếc áo choàng trong bức tượng ở Loreto. Ngay lập tức mọi cơn đau của anh biến mất và Fabrio chìm vào giấc ngủ ngon. Tôi nhớ cảm giác bình yên tuyệt vời và cảm giác yêu thương mãnh liệt. Trong những ngày tiếp theo, anh bắt đầu quá trình khỏi bệnh. Ngày nay Fabrio cảm thấy như đã được tái sinh cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi cảm thấy như thể tôi được thực sự là một người mới được tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta được ban cho cuộc sống trên trái đất và nhiệm vụ của chúng ta là phải sống nó theo cách tốt nhất có thể như một sự ngợi khen dành cho Thiên Chúa. Lời chứng của Fabrio và Zita đã được tường thuật trong thông điệp nhà Thánh Loreto. Hãy chia sẻ video này.